đẹp quá ha. Hai cô này vui quá à. Làm con mấy cái đi. Mấy cái. Ngày thứ hai rồi. Lấy thịt bán gái không? Ừ. Ngày xưa ta bán đồ, ai mà đẹp trai là tôi tặng thêm cái cho ai mà đẹp trai là được tặng cái. Gì ơi là gì chết sao đâu. Bánh lá dừa nhân bánh cuốn nhân dừa đậu phộng. Bánh chứa nhân dừa đậu phộng. Đúng rồi. Để em về lại vô con cháu ơi. Bánh nhân gian của người Khmer nè. Cô, cái bánh này người ta gọi là bánh dứa hả cô? Bánh dứa nhân dừa đậu phộng. Bánh này là của ở đâu cô? Ở Kiên Giang. Kiên Giang. Dạ. Giáp như Minh Thượng. Hai cô đổ liên tục luôn á cả nhà. Cà Mau đường đi không khó. Trời ơi dễ thương dữ trời. Cái bột là cô để vô trong cái rây, cái cô cắt một cái nó tròn quay luôn cả nhà. Rất là đẹp. Hai cô rất là vui vẻ. Trời ơi, con vui lòng khách đến vui lòng khách đi. Tặng con cái. À, dạ, cảm ơn cô. Chị, bánh này bánh gì lạ vậy chị? Dạ, bánh gì ạ? Dạ. Bánh lá dứa. Ở cái bánh là 5 phút. Bánh dứa bên trong nhân là dứa. Bánh dứa nhân dừa đậu phộng. Cái bột ở ngoài là bột nếp, ở trong là nhân dừa đậu phộng, bột nếp với lại lá dứa cho nên nó có màu xanh xanh nha cả nhà. Mà mình đứng gần mình thấy rất là thơm nha, thơm mùi nếp, ăn còn rất ngon nữa. Và gặp hai cô bán bánh rất là vui nữa. Biết không, biết vụ khui không? À, dạ. Khui không? À khui. Là mở nắp lên đó hả cô? Khui vụ kia nữa kìa. Không biết hả? Dạ không. Không thôi. Không thôi hả? Khui làm sao cô? Tướng á. À khui. À tướng. Cái đó con không biết. Cái mồm đó con không biết. Không biết thôi. Dạ. Đó cô rất đẹp á.
Nhà cô ở đâu? Dạ con ở trên Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn hả? Dạ. Ở quận mấy? Con hả? Con ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh đâu? Cô cũng ở Sài Gòn hả? Tôi có bên Bình Chánh, tôi ở quận 3 nè, quận 12 nè, quận Bình Chánh cũng có, mà nhưng bán nhà giờ về mua nhà ở quận 12 rồi. Dạ. Có nhà bán ngon rồi. Quận 3 đường Phú Sĩ. Vui. Sài Gòn sao có chồng về đây hay vậy? Dạ không, con có chồng trên Sài Gòn luôn chứ. Vì sao giờ lại đây? Con đi lên đây quay bánh nè. Vậy đó hả? Rồi, con đi ăn bánh. Mình phải lau cái bánh ra cô hả? Dạ, lau nó mới dính. Cái này không có dầu mỡ gì hết trơn hả cô? Ăn bánh này là giữ eo được luôn. À, cô nói là ăn bánh này giữ eo luôn. À, các bạn thấy cô là ấy, cái phần bột dư ra ngoài xong rồi rắc lên thôi, không có dầu, không có gì hết, không sợ bị gan nhiễm mỡ cô. Vậy mà nó kết dính được hay cô hả? Nó dẻo. À dạ, cái con thấy không có dầu không gì chơi mà bánh nó kết dính được. Quậy cô vua. Mãi vô. Chứa nhân dừa đậu phộng đây. Thế rồi. Anh bánh này lâu lắm rồi hả anh? 40 năm về trước. À dạ, giờ 40 năm về trước anh có ăn, 40 năm về trước anh có ăn. Dạ, giờ mới thấy lại anh hả? Đó mấy gì hước làm. À, em cũng biết bánh này luôn. Dạ. Đó đó nó mấy năm về trước á, học gì hước gì nước ăn nè. Lạ có thật mà ngày nay cũng bánh này cũng lạ mà cũng có luôn. Cái nhân là mình làm sẵn rồi cô hả? Bỏ vô cái là để ra. Dừa mình ngào. Dạ. Không có đường thốt nốt làm được cát cũng được. Cái nhiêu vậy? Cái 5.000. Một cái chỉ có 5.000 thôi, rẻ. 5.000 quá rẻ. Mấy gian hàng chỉ có gian hàng này là rẻ nhất thôi. Ôi, mỗi lần cô mở ra rất là thơm luôn. Cái bánh này của cô rất là lạ cả nhà. Mình thấy cái bột là nó nhút là nhuyễn, nhưng mà đưa vô trong cái chảo mà không có dầu gì hết trơn, nhưng mà nó kết dính lại nha. Rất là hay luôn. Rất là ngon. Bỏ khôi là đền, bỏ đôi thì không đền. Anh chưa đây bà con ơi. Trời ơi đã vậy. Trời ơi, hai cô làm liên tục luôn, chắc mỏ tay luôn á. Dạ. Làm liên tục nhưng mà tinh thần rất là vui vẻ, là lạc quan. Bánh này không sợ mập luôn. Cô rất là vui. Thôi hoài rồi bà lên, lấy rồi.
Có khi nào vừa làm bánh mà vừa ca vừa múa không ta? Chắc khét bánh quá đó cô. Dạ bánh mà. Không, em không có live stream chị. Quay lại chơi coi. Dạ em không có live stream. Cái bánh này là để cái chảo luôn luôn nóng nè, rắc cái bột lên cái là bắt đầu đậy lại tầm một xíu là nó kết chín lại nha cả nhà. Dạ bánh mà công phu quá à.